Chị ơi, không ăn thôi. Mắm mắm con. Mắm mắm. Mắm mắm. Giỏi thế nhỉ. Nào, mắm mắm nào. Giỏi. Chà. Chà. Mi ơi, cho tiếng nhỏ lại bố cái nào Mi ơi. Mi. Mi ơi. Cho tiếng 4 rồi. Nhanh lên nào. Chị à? Mẹ đi làm à? Mẹ nó đi làm. Bố thất nghiệp ở nhà. Không kiếm được tiền thì chăm con. Bố làm gì kiếm được ra đồng nào. Ở nhà ra tiền đấy nhỉ. À có cái ấy kia để điện thoại kia để mà xem nha. Vâng. Đấy. Nhìn đang quay sao đi. Vâng. Anh quay cho chị xem à. Mẹ kiểm tra bố ạ. Vâng. Nó đang dịch, người ta bảo hạn chế đi ra ngoài đấy. Nào, cha. Cha. Nó mặc thế sợ lạnh không? Không, em không thấy lạnh. Trẻ con nó nóng hơn mình mà. Trẻ con nó nóng hơn mình thấy không lạnh thì chứ nhỏ nó cũng lạnh. Em đoán thế, nhưng mà nếu mẹ nó ở chị, nhà chị thấy lạnh như này, chị còn áo lại đây. Nếu mẹ nó ở nhà mà chân mặc người chắc là cũng nắng rồi. Cho nó phải dặn dày sơn gió đi. Măm măm nào. Măm măm. Măm măm. 12 giờ bây giờ mới được ăn. Mang 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 mang. Hả? Nhanh nhanh nhá. Nhanh nhanh nhá. Nhanh đây. Măm măm. Nào nào nào. Nhanh nhanh. Nhanh 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 nhanh. Ai sống ở dưới biển và sống trong quả thơm. Măm măm. Nhà em treo ảnh Bác Hồ, bên trên là một lá cờ đỏ tươi. Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười nhỉ.
gì mà vội vàng thế? Nào mắm mắm nào. Lý ơi. Mắm mắm. Mắm mắm nào. Chị Thanh My hết giờ xem rồi. Mắm mắm nào. Tắt tivi thôi. Mắm mắm nào. Mắm 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 mắm. Nha. Nha. Ngon không? Ăn à. Ăn mắm mắm. Con để yên đi nha. Đừng động vào nha. Mi nào, Mi đi ra đằng này cho bố nào. Sao cháo loãng thế? Ừ, bố cháo hơi nhiều nước. Nghỉ chứ. It's a kind of soup. It's made from rice. Chà. À, là gạo ấy. Chà. 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 Ngon quá. Chà. It's cherry. Gary là tiếng Anh. Softball cũng là tiếng Anh. Patty cũng là tiếng Anh. Shipper cũng là tiếng Anh. Chà, con ngồi thẳng người lên nào. Ngài Rod. Ngài Rod có phải tiếng Anh không? Chà. Rod là tiếng Anh à? À, con lấy bố cái đồng hồ ở trong ấy ra. Cái đồng hồ đây. Chà, mắm mắm. Con cứ lấy đây. Nào, Ly ơi. Không quay ngang quay ngửa nào. Đứng, 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 xoay tung tung. Chà. Con xoay rồi. Không xoay rồi. Đúng không? Đã xoay rồi. Giờ nó hơn 3 giờ thế á. Phải không? Chà. Đúng, phải 4 giờ chứ. Ừ. 4 giờ chứ. Ừ. Ui giời. Xưa con bé đâu? Đâu đẹp chưa? Đây. Thấy không? Nhìn đây này. Con còn được bố đưa đi mua giày công chúa nữa cơ mà. Nhưng mà nó phải lớn rồi, con phải bé. Đây này. Đẹp chưa? Lúc đấy bố mẹ cũng không có tiền, nghèo. Mama. Có 6 cái áo.
mỗi chị em ba cái áo. Hả? Được không? Được không? Con xin con ba cái áo vậy nhỉ? Con mặc vừa không? Có. Thử mặc thử xem. Nó hơi bị giãn mà. Không vừa thì con lấy con mặc thôi, gì đâu. Con xin ba cái thì có ba cái. Một chùa. Được không? Được. Mi ơi, rút rót cho bố một cốc nước, bố cho em uống nào. Ít thôi. Ui dồi ôi, rơi đúng rồi. Tí. Không, còn rót ra cái cốc trắng đi. Cốc bê bẩn. Nào. Đừng nghịch con. Nào uống nước, con đợi nước nào. What the. Nước nào. Bố ơi, tiếng Anh nước là gì? What the. Cốc nước. A cup of water. Thế uống nước. Drink water. Chia sẻ nước. Chắc là sharing water. Uống nước suối. Drink mineral water. Drink water. Uống nước suối mà. Mineral nước suối đây. Nước nào. Uống. Uống à, uống chứ rồi. Uống là uống. Cắt cho bố không? Cắt cho bố không nữa. Này. Ok vậy là hết bát cháo, hết một đĩa cháo bữa chiều rồi. Thành công rồi. Bye bye. Bye bye. Xin chào. Chippity.